Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Có tên tôi biết không ai, có tên tôi kêu trong gai, là con gái khi xưa. Hãy gặp mọi người như một trận bóng, như cú sút im bàn. Làm sao vui nếu thiếu bạn trong giờ phút bi hoàng. Bay thì cùng bay mà ta rơi thì cùng rơi. Một khi vui thì cùng vui, đâu có mấy lúc nhẹ nhàng. Yeah yeah, như hai đôi chân không yên. Yeah yeah, là cho sân ban công viên. Yeah yeah, là câu ca hay nghe. Yeah yeah, đâu có gì đâu phải e. Yeah yeah, như ngọn lửa sáng trong đêm. Tôi là ngồi đốt cho bạn tấn công lên. Mình không nên tự cô lập với mọi thứ. Hay cứ ta bản thân để giúp vương vẫn không tên. Bởi vì đâu cần nơi tự tin nào đâu. Mình chỉ cần ta cùng nhau đến chốn thiên đàng hay tận nơi vực sâu. Cùng nhau đón như ánh nắng chói lóa, để lại hết u buồn sau giấc ngủ tối qua. Cho em xin cánh tay của mọi người được không? Tôi được xin thêm một vé đi tuổi thơ. Quay về ngày đó với cậu bé hay mộng mơ. Chơi đùa trong sóng như tiếng học còn bỏ dở. Đến tương lai con không biết mình sẽ trở thành rapper. Đó là những ngày tháng ngồi trên net hầu đêm. Đó là những trận bóng bây giờ tắm nước phòng tên. Có thể gọi là những đứa bé ngông nghênh. Không ở nhà thích đọc cái đá công viên. Đôi khi ngành ngu nên tự suy hay bị lạc. Và không nghe lời ai nên tự bay đi thật xa. Mà đi nguyên vùng băng hay tạo ra những cuộc chơi. Quên luôn thời gian chỉ muốn đến khắp mọi nơi. Không cúi đầu trước một ai. Mỗi khi bị bắt đèn là phải lên tiếng bật lại. Bạn muốn tôi chất giống như tôi hôm nay. Chỉ cần là bạn tình tôi sẽ không ngần ngại. Yeah. Quay về con đường đó sao tôi cười là hỏi thăm. Tôi trong tương lai có đôi khi mệt mỏi lắm. Nếu như cuộc sống của tôi có nhiều lỗi lầm, tôi chỉ muốn như ngày xưa cả một ngày khỏi tâm. Bạn nói sẽ ở bên tôi hàng ngày. Nói mai sẽ phải trong đời này. Giống với những lúc ta cũng bước đi. Yeah. Không có một ai khiến ta ước mì. Yeah. Nhưng sao hôm nay tôi không thấy. Bao năm trôi qua nhưng ta sao ta không thấy. Những lúc có hay nhớ tên nhau. Vậy thì tại sao giờ này bạn không gọi tên tôi? Ta sẽ giữ mãi mãi cho tim bạn. Gọi tên tôi khi không ai. Gọi tên tôi khi trong gai. Là của ca khi xưa. Hẹn gặp lại trong tương lai. Gọi tên tôi khi không ai. Gọi tên tôi khi trong gai. Là của ca khi xưa. Hẹn gặp lại trong tương lai. Quái mà không đạp cho người ta. Vâng, thưa quý vị, một phần trình diễn rất là dễ thương đến từ Pháo. Xin cảm ơn ạ. Và tôi nghĩ là tiếng pháo này đã đánh động được trái tim của huấn luyện viên Wowie. Cái tinh thần mà bọn Pháo đem lại anh rất là tươi trẻ, lạc quan và yêu đời. Đó cũng là một trong những cái quân cờ mà em cần trong cái kế hoạch của cái dòng 2. Anh thấy cái style mà Pháo chọn rất là giống với Wowie. Khi mà cái beat mà nó vừa bắt đầu á, nó cũng làm con tim em nó đập rộn ràng luôn á anh Thành. Dạ, hai người rất là hợp nhau ấy. Dạ, thực ra thì em cũng là một người sinh ra và lớn lên tại một khu ổ chuột của Sài Gòn này. Ba em thì mất sớm, chỉ có một mình mẹ em gồng gánh nuôi em. Thì em cũng là một người cũng là từ đường phố và cố gắng mỗi ngày để có thể phát triển đi lên. Kìa, sư phụ em lên kìa. Anh tặng em con bạch tuộc. Anh hy vọng là trong tương lai á, mình sẽ cố gắng rất là nhiều. Và mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ để mà có thể đem lại một cái nguồn tài chính ổn định để chăm lo và chăm sóc tất cả những người thân xung quanh mình. Anh cũng xuất thân là underdog giống như em. Và anh cũng hiểu chuyện này và anh cũng đang trên đường làm điều đó. Cái con đường này nó sẽ không bao giờ dừng lại và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ có thể là gặp nhau trên đường đi và cùng nhau hỗ trợ tiến lên phía trước. Dạ, em xin cảm ơn quý vị. Lâu rồi em mới thấy quý vị nói hay vậy.
Rõ ràng là như thế, và anh tin chắc chắn là em sẽ mang về một cái vị trí nào đó của em trong giới rap này để em thật sự có thể kiếm tiền bằng cái tài năng của mình. Dạ, anh hy vọng là mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình của em. Trước khi bạn về với đồ Huawei thì có ai muốn chia sẻ với bạn không ạ? Anh cảm thấy Pháo có khả năng thích nghi với nhiều beat nhạc. Và hôm nay em sử dụng một cái beat như này, em đã làm chủ rất là tốt. Anh cảm ơn em vì cái năng lượng hôm nay mang lên Rap Việt mùa 2. Anh cảm ơn anh LK ạ. Xin cảm ơn sự chia sẻ của LK. Và chúng ta chúc mừng Pháo về với đội của Huawei. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung và các phần quà của Rap Việt. Tải Appian và tham gia ngay.